đều không bền chắc, đều không có tự tánh. Đại Bồ Tát này khi quan sát như vậy, chẳng đạt được tự tánh của sắc, chẳng đạt được tự tánh của thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến chẳng đạt được tự tánh của pháp hữu lậu, chẳng đạt được tự tánh của pháp vô lậu. Đại Bồ Tát này hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, khi quán như vậy, đối với tất cả pháp phát sanh tin hiểu sâu xa đều lấy vô tánh làm tự tánh. Đối với những việc phát sanh tin hiểu như thế rồi mới có thể thực hành pháp nội không, cho đến có thể thực hành pháp vô tính tự tính không. Khi hành như vậy, đối với tất cả pháp không bị đắm trước, nghĩa là chẳng đắm trước vào sắc, cũng chẳng đắm trước vào thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến chẳng đắm trước vào tất cả hạnh Đại Bồ Tát, cũng chẳng đắm trước vào quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Đại Bồ Tát này khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vô sở hữu, có thể viên mãn đạo Bồ Đề, nghĩa là viên mãn bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến 80 vẻ đẹp. Đại Bồ Tát này an trụ đạo Bồ Đề như vậy, rồi lại có thể viên mãn quả dị thục của Phật đạo, nghĩa là có thể viên mãn bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa và vô lượng pháp phần Bồ Đề khác. Đại Bồ Tát này an trụ quả dị thục của Phật đạo như thế, do sức thần thông thủ thắng mà quả dị thục phát sanh, dùng phương tiện làm lợi ích cho các loài hữu tình. Tùy theo các hữu tình cần đem bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa độ thoát họ, nên dùng bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa để độ thoát họ. Cần dùng giới uẩn cho đến giải thoát trí kiến uẩn mà độ thoát, nên dùng giới uẩn cho đến giải thoát trí kiến uẩn mà độ thoát họ. Người nào đáng độ thoát, làm cho họ chứng được quả dự lưu hoặc quả nhất lai cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, liền dùng phương tiện làm cho họ chứng được quả dự lưu hoặc quả nhất lai cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đại Bồ Tát này nên làm các việc như biến hiện ra thần thông, muốn đến hằng hà sa số thế giới đều tùy ý đi đến, muốn hiện các thứ chân bảo trong các thế giới đã đến đều tùy ý hiện, muốn làm cho các hữu tình trong các thế giới đã đến thọ dụng các chân bảo quý, tùy theo chỗ ưa muốn của họ đều làm cho họ được đầy đủ. Đại Bồ Tát này từ thế giới này đến thế giới khác đều làm lợi ích an vui cho các hữu tình, thấy rõ tướng trang nghiêm thanh tịnh các thế giới nên tự mình độ thoát, tùy theo ý muốn làm trang nghiêm cõi Phật, giống như các cõi trời tha hóa tự tại, cần dùng các thứ thực phẩm đều tùy tâm hiện ra. Bồ Tát ấy tùy ý thọ dụng các thứ trang nghiêm vô lượng cõi Phật, sự thọ dụng ở nơi các cõi Phật này đều nhiệm màu thanh tịnh, xa lìa các pháp tạp nhiễm, tùy theo ý muốn mà hiển hiện. Đại Bồ Tát này do thân dị thục này mà bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, và do thân dị thục này sanh ra các thần thông vi diệu, cũng do thân dị thục này sanh đạo Bồ Đề nên hành trí đạo tướng, nhờ trí đạo tướng được thành thục nên chứng được trí nhất thiết tướng, nhờ chứng được trí này nên đối với tất cả pháp không còn chấp lấy, nghĩa là không chấp sắc, cũng không chấp thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến cũng không chấp lấy pháp thiện, pháp ác, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, pháp hữu lậu hoặc pháp vô lậu, pháp hữu vi hoặc pháp vô vi, cũng không chấp lấy quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề đã chứng, cũng không chấp lấy các vật đã thọ dụng ở các cõi Phật. Trong ấy hữu tình đối với tất cả pháp cũng không chấp lấy. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này trước không chấp tất cả pháp nên đối với tất cả pháp đều vô sở đắc. Vì các hữu tình mà thuyết giảng tất cả pháp tánh không trái ngược, không chấp lấy. Như vậy này thiện hiện.